Rồi, xin chào cô chú anh chị em ha. Tiếp tục video buổi sáng chị. Buổi sáng hôm nay là ngày 28 tháng 10 đó. Nói chung trong ba con này anh chị, ba con này thì hai con này cái tháng ngang ngang nhau anh chị. Đó. Cái anh chị muốn bắt con đầu với con thứ gì cũng được anh chị nha. Đó, con thứ ba thì nó rẻ tiền hơn. Con thứ ba con đuôi trắng anh chị nha. Đó, thì để em quay tổng thể thì con đầu xong tới con kế đó, thì báo giá từng cặp từng con anh chị mình nha. Thì muốn ráp muốn bắt cái nào cũng được anh chị. Hai con kia thì lóng giò nó ngang ngang với nhau anh chị, đang kia kìa đó. Chỉ còn lại bốn con bò lợi cuối nữa anh chị nha, bốn bò lợi cuối nha. Buổi sáng hôm nay ngày 28 tháng 10 nha đó, anh chị mình theo dõi mình liên hệ ưng ý mẫu nào liên hệ với em nha đó. Cái con mà tay tay xương lớn anh chị đó, mới bắt về con ráp xuống y anh chị, con có già mà đó. Cái con nhỏ đầu tiên này thì cái tướng tá thì kiểu dở, nó tinh này rất là tốt, tinh luôn anh chị, nó độ lắm anh chị nha. Đó, con nhỏ này 1m1 anh chị nha. Đó, còn hai con kế là 1m13 bò anh chị nha. Hai con kế tầm thì nó cũng vừa anh chị, nó cũng không có độ bò nha. Đó, con bò nhỏ này thì lực, nói chung không có con nào ráp với con này anh chị. Đó, thì em quay báo giá lẻ con này đầu tiên nha. Con này chị muốn ráp con này cũng được, con này thì con thứ nhì đít nó hơi lép lép hơn chút được không? Cái con này đít hơi lép hơn chút anh chị, có đầu anh chị, còn cái con đầu tướng lực lắm nha anh chị, xương lớn dạng đít anh chị không, đít rất là khéo luôn. Con này bữa bắt lẻ cái mình nó anh chị, 1m1 anh chị, muốn bắt con bò này mình ráp mình bắt nha. Đậu nói chung dàn thưa sàn xương dàn cấp mình thì không có chê được anh chị nha. Đó. 1m1 bò anh chị, 1m1 đo ngay sái lưng nha anh chị nha. Rất là biên nha. Đó. Thì anh chị bắt cái con bò lẻ này thì mình bắt nha, em báo giá luôn 17,5 triệu anh chị nha. 17,5 triệu nha. Đó. Là em báo giá hai con kia luôn. Thì anh chị muốn bắt chung hoặc là muốn tẻ cái nào tẻ, bắt bộ ba cũng được anh chị nha. Đó, cũng như mình đang cần kiếm cái khung bò từ 17 đến 17,5 á, liên hệ với em nha. Khung này tầm cũng cỡ cứng cứng 7 tháng anh chị. Cứng 7 tháng nha, dàn đít thì khỏi nói đít anh chị nha, rất là độ nha. Rất là độ bò anh chị nè. Giá là giá lớn anh chị ha, giá lớn nè. Xương sóc rất là lớn của chú nha. Cấp mình bò này cũng nói chung bò mái tách mẹ anh chị, về mình tập cám viên á. Cắm viên hay cắm gì đó mình răng theo cái kiểu của mình á, ở chỗ mình nuôi á. Nè, cái lưng này, ủa lưng hết biết ha. Đó. Thì tùy theo cái kiểu kiểu tốt xấu anh chị ha. Kiểu mẫu pin hay là độ hay là không độ anh chị. Đó. Thì con đầu tiên thì báo giá cho mình 17,5 triệu nha. Anh chị mình ở khu vực Củ Chi thì mình chốt anh em bao ship nha. Còn xa hơn thì mình phụ thêm tiền phí nha. Là giá 17,5 triệu anh chị ha. Tướng rất là đẹp anh chị. Rồi em báo tiếp tục hai con xương, hai con kế anh chị. Hai con kế thì nói chung thì nãy em có nói là tầm vừa không được độ đứt banh như hai kia, như con đầu của anh chị nha. Đó, thì hai con này thì chiều cao là 1m13 anh chị. Cái tháng tuổi hai con này nó nằm trên 7 tháng rồi anh chị nha, trên 7 tháng rồi nha. Cái con này thì em có tiêm cho mình nội ngoại ngày hôm qua rồi. Con này anh chị, tại em thấy nó đậm như nó đổi thời tiết, nó ho khan anh chị, ho ha ha á, nên anh chị có chăn nuôi thì mình hiểu ha. Cái thời tiết này bò nó dễ cảm lắm anh chị, dễ cảm nha, dễ cảm với lại nó bị rép cái đường máu rồi anh chị nha. Anh chị mình nên tiêm cái mũi đó nha. Con này thì tướng nó có dạo hơn con này chút anh chị nha. Hai con này giá tiền nấu anh chị nha. Cặp kế tiếp anh chị nha, cặp kế tiếp có giá là 33,5 triệu anh chị nha, 335 anh chị nha. Thì hai con này báo giá chung cho mình nha, con đầu là lẻ anh chị nha, 33,5 triệu anh chị nha. Hai con này cái dạng suông giống nhau anh chị, con đuôi trắng thì đít nó nở hơn. Đuôi trắng tại chủ nhà người ta có tập cám cho ăn rồi anh chị nha. Đuôi trắng này ăn cám xác mì rồi, dễ lắm anh chị nha. Hai con này thì cấp mình xương đòn anh chị nha. Xương đòn nha. Còn con này thì cấp mình xương lớn, cấp mình thì nó ngay đòn nó vừa anh chị nha. Nhưng mà mẫu độ anh chị, hai con nhỏ này nó khác với kiểu hai con bò thứ nhì nha. Đi không?
đó anh chị mình theo dõi cặp cũng như vậy nè. $33,500 là có phí anh chị nha. 33,500 là có tiền phí cho mình nha, đó bao xí cho mình nha. Đó, anh chị mình cứ giờ mình dùng nha. Con này có đít hơn con này chút anh chị. Đó. Cũng như tùy theo cái kiểu nó like cái tinh cha anh chị, với tinh mẹ ha, nó khác nhau anh chị. Đó. Thì cặp số 2, con lẻ với cặp đầu tiên anh chị nha. Đó. Đó, báo giá cho mình nha, 33,500. Nó bao phí cho mình 50 cây ha. 50 cây số anh chị, đó là giá bán nha. Anh chị mình cả là tính vô cái phí nha, chứ còn bớt nữa mà khi em bao phí nữa thì em cũng bớt được nha anh chị. Cái đó em nói rõ trên video nha. Tại có nhiều cô chú anh chị nói ủa sao nói giá không bớt, tại vì em nói giá có khi em nói giá sát kèm theo cái phí luôn rồi ha. Thì còn cái chỗ nào anh chị mình chưa tới cái phạm vi đó thì em còn bớt lại, cũng như là mình tầm 50 cây anh chị, thì cũng như anh chị mình tầm 20-30 cây thì em còn bớt lại, dù bớt là 500 đó, cũng như là bớt phí cho cô chú anh chị mình sụt lận đó. Đó thì em nói rõ trên video vậy anh chị nha. Đó anh chị mình coi lại nha. Đó con này nè anh chị, mà tắm nó dơ anh chị, nó nghiêng qua trời mưa rồi đó, không có dội chuồng á, dơ. Cái con này cao mét cứng 15-16 luôn anh chị, con này nè, dàn xương nó khỏi nấu anh chị, con này đó, em về con này đúng y luôn anh chị. Con này thì chung thì cũng xương thì chín mượt anh chị, dàn xương chín mượt thôi đi. Con này chủ có dàm sẵn à, dàm sẵn là ngày qua về mới thai anh chị đi. Tại anh này mới tách mẹ ra nay, nay là chích thuốc đồ đầy đủ anh chị, chích nội ngoại cái trùng máu hết rồi, nay ăn uống dễ rồi anh chị. Con bò mà chủ chưa tiêm anh chị, chưa tiêm mà về nhà mình nuôi bữa hai là nó có biểu hiện ví dụ như là nó ít ăn anh chị, ít ăn hoặc là nó ho khan khan anh chị, đó là chủ nhà chưa có tiêm cho mình gì đâu nha anh chị. Mình chăn nuôi dù có bắt chỗ nào cũng được, thì em về mình tiêm ký trùng máu hoặc là thuốc cảm kháng sinh rồi anh chị, dù nít ăn á, rồi cách ngày hai ngày sau mình sổ lại cho nó được rồi anh chị. Đó. Thì vậy thì bò mình ăn uống dễ thôi. Cái con này thì tầm nó khung xương lớn nhưng mà nó không có độ bò anh chị nha, nó không có độ bò nha, nhưng mà nuôi cái hậu đường dài nó bò nhất anh chị, mẫu là nhất rồi. Thì con này là bữa còn lại của em anh chị nha. Đó, đó nay kiếm được con ráp vô nè anh chị, con này thì cao nhất hơn chút, con này nhích hơn chút xíu anh chị. Cái con này bên đây nó có cái chấp lông anh chị nha, chấp lông bên cái má này, mình tính nó nhìn nó yêu vô không phải anh chị. Đó. Cái chùm lông xoay ngang nhìn nó như bị ấy nhưng không phải. Đó. Con này cái khung là nó liền liền hơn chút xíu anh chị, nhỉnh hơn chút xíu nha. Con này cao cũng 1m17 bò anh chị. Đó. Cái dàn đầu dàn sừng nó y hai con y chang nhau anh chị. Em đứng phải cách xa cho mình dễ dòm nha. Đó. Cái khung này tầm khoảng cái con này thì con kia thì chắc lớn tháng con này rồi. Cái khung này nói chung là tầm 8-9 tháng đi anh chị nha, 8-9 tháng đi cho anh dễ nha anh chị. Đó. Thì anh chị có bắt thì muốn bắt sổ mũi thì em sổ luôn cho mình nha. Đó. Tại vì chưa có dấu sổ mũi anh chị ha. Đó dàn xương luôn á. Đó anh chị mình mê bò khung mình liên hệ nha, cổ dàn cổ lớn anh chị ha. Dàn cổ rất là lớn luôn, bò lưng dai rất là hở anh chị. Thì bò này tầm không có vỗ cám nha. Đó, nay là ăn cám là cũng dễ rồi anh chị, em có tập hết rồi. Con cặp số 2 anh chị, con có dàm, con chưa có dàm anh chị nha. Đó, thì em quay chi tiết cho anh chị mình dễ hình dung nha. Dái này anh chị ha, con dái đủ, con này dơ anh chị, nhưng mà chắc sơ rồi chứ không có chắc kỹ anh chị nè, còn dính ba cái phân quá trời luôn. Sáng mai trời nay bão anh chị, không có dám tắm nhiều anh chị, tắm vừa nắng nắng lên mình tắm anh chị đi. Chứ còn cặp cuối anh chị, cặp cuối này tầm cũng cỡ 11 tháng anh chị, hàng cuối đều nha anh chị. Đó thì cặp số 2 một con nâu chưa có già nhưng con có già anh chị ha. Hướng ta rất là khéo anh chị ha. Cặp này để em báo giá cho nó sát cho mình luôn anh chị ha. Báo giá sát cho mình luôn ha. Cho mình thấy dân lý mình chốt anh chị ha. Cặp này có giá bán của em là 36,500 anh chị nha, 36,500 nha, đó là báo giá sát cho mình luôn ha. Dàn xương thì con này nó bự xương hơn con kia chút anh chị nha. Chiều cao 1m15 với 1m17 anh chị, đó trong cái phạm vi đó đổ lại thôi nha.
nó cho anh chị mình nghe kỹ, mình liên hệ với anh ha. 8 khùng 8 9 tháng anh chị ha, 8 9 tháng bỏ rồi. Rồi, tiếp tục cặp số 3 anh chị, cặp số 3 là liền bò lắm anh chị, liền là liền con bông anh chị không? Ủa, đứng cái tướng này. Đó. Sữa giảm dây hết anh chị. Dạ, về đây là 2 dây hết rồi. Một con đính tráng rất là đầu bò nha, với con đen anh chị. Con đen này bữa còn lẻ lẻ của em là con anh chị. Đó. Đó. Bên em hôm qua kia bắt về con ráp vô xứng y luôn anh chị, nhưng con này nó bầu hơn, nó bầu nó mập hơn chút. Sáng mai chưa có cho ăn cô chú ơi. Một con bông và một con đen nha, hai cặp sừng y chang nhau anh chị. Nó chiều cao là 1m15-16 bò anh chị nha. Đi. Hai con này kiểu xuống y anh chị nha. Xuống y, con này thì nó hơi nhỉnh nhỉnh đồ hơn chút. Con cuối này anh chị. Tháng này tầm 11 tháng nữa lên anh chị, 11-12 tháng bò anh chị. Đó. Bò này nói chung là tầm vừa vừa cho cô chú anh chị mình thích những cái mẫu nó chung là nó già già bò anh chị, nó già lại già cái gì như là những con mẹ này nó hơi già, đẻ là nó hơi hổn sừng chút xíu anh chị. Nó chứ cũng còn hơi non anh chị, giái nè. Giái sáng mai tắm thun lên. Con này đó anh chị ha. Ồ giái to vậy nha. Đó. Con này thì nó con bông mà đến nó bầu hơn chút anh chị nha. Đó, nó mập hơn con cuối chút xíu. Đó thì nó lạng chạng như nó trên là không nhiều anh chị. Xong bắt đầu so anh chị ha. Chưa có cho ăn rơm, chưa có cho ăn cám sắc mì hết anh chị. Đó. Đó thì cặp cuối cùng anh chị, cặp cuối cùng này em báo giá cho nó sát sát cho mình luôn nha. Đó. Cho mình dễ ha. Rất là lù bò anh chị, con này rất là lù bò ha. Đó, cặp cuối thì chị để chung anh chị mình dòm cái kiểu mẫu bò anh chị ha. Đó, kiểu mẫu bò nha, báo giá sát cho mình. Cặp này có ba giá là 35 triệu anh chị nha, 35 triệu nha. Cho anh chị mình dễ chọn. Xương sóc anh chị ha. Xương sóc được con này rất là lớn nha. La miệng dễ nuôi dễ ăn anh chị ha. Đó. Con này thì có đò hơn chút, dàn xương thì thiếu chút xíu anh chị ha. Thì anh chị mình xem những con bò buổi sáng của em á. Chiều nay có bò lỡ anh chị, chiều nay có bò lỡ tầm 40 bốn mấy triệu anh chị nha. Bây giờ chưa có đi gom chị, bao giờ mới lính giờ nó kẹt giờ nó mới lên đây. Chắc có lớn có nhỏ luôn anh chị nha, chiều có lớn có nhỏ luôn. Đó anh chị mình dòm nha, dòm kỹ mình liên hệ với anh. Xương sóc nè cô chú chị em. Hai con này đều da mỏng lông sát anh chị nha. Cái dàn lưng nè anh chị, lưng là lưng đơ lưng đôi luôn chị nha, chứ phải lưng chiếc nha. Đó. Con này luôn anh chị. Đó, lưng là một lưng ha, cấp mình rất là dễ nuôi luôn cô chú nha. Đó thì cặp cuối cuối cùng của em vậy, 35 triệu là giá bán nha, cũng là giá sát anh chị nha. Đó, tùy theo kiểu con này đít dữ lắm anh chị, con này đi cơ, đít rất là bầu luôn cô chú, thấy không? Dàn đít đùi lớn luôn cô chú anh chị. Đó. Thì cái cặp nào em nói giá sát là cái giá kèm theo phí cho cô chú anh chị mình dễ nha. Đó. 35 triệu, đó cô chú anh chị mình cứ hình dung so giá bò ha. Đó. Nói chung mua cái giá thì nó vừa thì bán vừa anh chị ha. Đó, nhiều lúc mua giá cứng thì bán cái giá thu hồi vốn luôn anh chị ha. Đó. Xong rồi giờ đó, con này 1m17 bò anh chị, con này 1m15 cứng, con xương lớn nè. Chân móng đồ đi đứng đồ nói chung là nghiêm chỉnh anh chị ha, nghiêm chỉnh nha. Đó. Cặp này 33,5 anh chị ha, 33,5 ha. Con này giá 17,5 anh chị ha. Đó, cái kiểu không non mà kiểu tốt tướng anh chị ha. Đó, thì anh chị mình theo mình coi ha, coi cái nào món nào liên hệ với em nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều nha. Đó, chúc cô chú anh chị mình một ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe nha, thuận lợi trong công việc anh chị nha. Rồi chào anh chị mình.